Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Headfire Show 2019 và hôm nay đã là buổi thứ hai và cũng như là ngày cuối cùng diễn ra sự kiện rồi. Và trong show này mình thấy là có khá nhiều những thiết bị âm thanh di động và cũng như những mẫu tai nghe cao cấp để cho mọi người có thể trải nghiệm một cách hoàn toàn miễn phí. Trong đó thì cũng sẽ có những mẫu tai nghe và những mẫu loa di động mà mình thấy lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam và cũng có một số mẫu còn chưa xuất hiện trên thế giới. Điển hình như ở đây thì chúng ta sẽ có gian hàng của JBL. Mình thấy có một mẫu tai mà hiện tại ở Việt Nam vẫn chưa có mà 3 tháng nữa thì mới được bán ra. Đấy chính là mẫu JBL Tune 120. Và đây chính là mẫu JBL Tune 120. Thì với cái mẫu này mình đã đọc một số những cái thông số ở trên hộp của nó thì sản phẩm này sẽ mang lại cho chúng ta 16 tiếng sử dụng. Cái 16 tiếng này thì nó sẽ là cái đốc sạc mang lại cho chúng ta 16 tiếng sử dụng. Trong đó thì cái tai nghe sẽ mang lại cho các bạn thời gian sử dụng khoảng tầm là 4 tiếng và chúng ta sẽ sạc được thêm 3 lần nữa, tức là tổng của nó là 16 tiếng. Thêm vào đó thì cái mẫu tai nghe này bên trong thì nó cũng khá là nhỏ gọn để cho các bạn khi mà đeo lên tai rất là dễ dàng. Và cái cảm giác của mình đeo thì nó cũng rất là thoải mái, không bị cảm giác như kiểu là vướng hay là cấn ở trên tai, nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi mà đeo sử dụng. Nhưng mà chắc chắn là bây giờ các bạn vẫn chưa mua được nó đâu. Và nếu như bạn nào đã tới đây thì chắc chắn là các bạn cũng đã có thể là trải nghiệm được nó rồi. Còn mua nó thì 3 tháng sau tính tiếp. Ngoài ra thì ở trong gian hàng của JBL chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những mẫu tai nghe khác, như là tai nghe Bluetooth phổ thông và đến những cái mẫu tai nghe True Wireless. Và nói chung là các bạn tới thì các bạn sẽ được trải nghiệm mà thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi sang một gian hàng khác. Mình thấy có một mẫu headphone cũng mới ra mắt ở thị trường Việt Nam. Đấy là mẫu headphone nhà Jabra. Cái mẫu đó thì mình thấy cái tên của nó là Inline 85H. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sang bên đây để có thể là trải nghiệm nó kỹ hơn. Và đây là cái mẫu tai nghe Inline 85H. Và hôm qua thì Jabra cũng đã có một buổi workshop giới thiệu sản phẩm này tại Headfire Show 2019. Mẫu tai nghe này thì như Jabra đã công bố, nó sẽ có tới 8 mic để giúp cho các bạn có thể là thu âm một cách tốt hơn, và cũng như là nó có thể lọc gió một cách chủ động, giúp cho các bạn khi mà có đeo và sử dụng để có thể là hoạt động thể thao hay là các bạn có đi ngoài đường thì nó cũng sẽ không bị ồn khi mà các bạn đàm thoại. Thêm nữa thì cái mẫu tai nghe này cũng mang lại chúng ta một khoảng thời gian sử dụng khá ấn tượng, lên tới là 36 tiếng. Đây là một con số không hề nhỏ cho một chiếc headphone sử dụng kết nối Bluetooth. Ngoài ra nếu như các bạn không muốn sử dụng kết nối không dây thì các bạn vẫn có thể là cắm một cái dây ngoài vào để có thể mang lại một cái chất lượng âm thanh là tốt hơn khi mà sử dụng. Với cái mẫu tai nghe này thì chúng ta cũng sẽ có khá nhiều màu sắc, như là màu trắng này, màu đen. Và nói chung là các bạn hợp phong thủy với màu nào thì các bạn có thể chọn màu đấy. Theo như mình thì lên chọn màu đen để chúng ta sẽ có một cái gọi là sạch sẽ nhất trong quá trình sử dụng. Ngoài ra thì cũng sẽ có một số mẫu mà trước đây mình cũng đã trên tay chia sẻ với các bạn. Ví dụ như mẫu Inline Active 65 hay là chúng ta có mẫu Inline 65T bình thường. Thì các bạn tới đây chúng ta sẽ có thể trải nghiệm được rất nhiều thứ từ gian hàng của Jabra. Tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sang một cái gian hàng nó đặc biệt hơn một chút. Đấy là gian hàng của Focal. Bên đây thì mình thấy họ trưng bày một cái mẫu tai nghe nó rất là xịn. Và có thể là từ hôm qua cho tới bây giờ các bạn đã đọc được rất nhiều những bài báo, và chúng ta cũng đã có rất nhiều những video. Như bản thân mình thì cũng đã có một video chia sẻ về cái tai nghe này, khi mà mức giá của nó sẽ lên tới là 2,7 tỷ đồng. Và đây chính là nó, Focal Utopia, và phiên bản độ của Town Eye. Như bạn đang thấy rằng là chúng ta sẽ được trưng bày ở bên trong một khu được bảo vệ rất là kỹ, mà không biết là mình có đi vào đấy hay không. Mình không dám sờ vào đâu, nhưng mà sờ vào một viên kim cương là nó rụng ra cái là lúc đấy sẽ đèn rất là mệt. Và mình thấy là cái tai nghe này nếu như phiên bản thông thường, phiên bản phổ thông của nó sẽ có mức giá là 99 triệu và chúng ta có thể làm tròn hay là 100 triệu đi. Và cái phiên bản này nó đặc biệt ở chỗ đấy là nó sẽ được hoàn thiện từ vàng và chúng ta sẽ được đính lên những viên kim cương. Từ đấy nó sẽ làm cho cái tai nghe này có phần sang trọng hơn, và cùng với kết hợp với một chất âm rất là ngon đến từ Focal thì 2,7 tỷ. Một con số có lẽ là mình phải mơ rất nhiều. Ngoài cái tai nghe này ra thì bên trong gian của Focal thì chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những cái thiết bị giải mã âm thanh, và cũng như là có những cái sự kết hợp của tai nghe lẫn những cái bộ giải mã để cho các bạn có thể trải nghiệm một cách tuyệt vời nhất. Và như các bạn thấy ở đây có rất nhiều khách hàng đang trải nghiệm. Và khi các bạn tới với Headfire Show thì tất nhiên tất cả những thứ mà các bạn thấy ở đây các bạn đều được trải nghiệm một cách là hoàn toàn miễn phí. Tiếp tới thì chúng ta sẽ cùng nhau qua với gian hàng của loa di động. Thì bên đấy mình thấy có một mẫu loa mà chưa xuất hiện trên thế giới, mà ở
Hetfire Show 2019, chúng ta đã thấy nó. Đấy chính là mẫu loa Hartmann Garden Onyx Studio 6. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau qua trải nghiệm với nó để xem là so sánh với mẫu Hartmann Garden Onyx Studio 5 nó có điểm gì đặc biệt và cũng như là nó có khác biệt so với cái mẫu đấy hay không. Thì ở đây chúng ta đang có mẫu Onyx Studio 6 và ở đây thì mình cũng đang đặt cạnh cái mẫu Studio 5. Thì các bạn sẽ thấy rằng là về ngoại hình của Studio 6 hay là Studio 5 nó không giống y hệt nhau mà thôi. Vẫn là một thiết kế nó hiện đại một chút, nó giống cái túi xách một chút để cho các bạn có thể dễ dàng mang vác trong quá trình sử dụng. Cái thứ hai đấy là về cái phần bên ngoài ở đây thì lớp lưới. Theo như nhà phân phối đã chia sẻ lại với mình thì cái lưới này cũng đã được thay đổi đi để nó giúp cho cái phần chống nước của cái Onyx Studio 6 nó tốt hơn. Bởi vì là trên cái mẫu này nó sẽ được nâng cấp thêm khả năng kháng nước, còn trên mẫu Studio 5 sẽ không có. Cùng với đấy thì mẫu Studio 6 nó cũng sẽ có được cải thiện về cái thời gian sử dụng pin lên tới là 2 tiếng. Tất nhiên với thêm 2 tiếng sử dụng thì các bạn có thể thoải mái hơn trong việc đi picnic, sử dụng nó để có thể là mở và chơi cùng nhau trong những buổi tối hoặc là những buổi tiệc. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có thêm 2 mẫu loa di động cỡ nhỏ nữa đến từ nhà JBL và Hartmann Garden. Thì với cái mẫu này trước đây thì mình cũng đã thấy có một cái loa khá là giống, nhưng mà đây sẽ là mẫu loa chưa bán ra tại thị trường và đây cũng như vậy. Với hai cái mẫu loa này tuy nó nhỏ nhưng mà nó sẽ mang lại cho các bạn mối giải âm rất là đều, và khi các bạn có để nó xuống một cái mặt phẳng như này thì cái độ âm lượng của nó cũng sẽ đủ để cho các bạn có thể sử dụng trong một cái không gian rộng. Thêm nữa thì với cái chất liệu cấu thành lên thì nó cũng sẽ được hoàn thiện từ kim loại, nên rằng là khi các bạn cầm nó đi ra ngoài thì chúng ta vẫn sẽ có một vẻ sang trọng hơn trong quá trình sử dụng. Tiếp tới thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua một gian hàng khác. Với cái gian hàng này thì mình sẽ không nhắm tới cái thiết bị âm thanh, mà nó sẽ có một cái thiết bị mà mình cũng thấy là lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và cũng được mang đến trong Hetfire Show 2019. Đấy là một thiết bị màn hình đến từ nhà Asus. Và như mình đã hỏi đại diện của Asus thì cái màn hình này hiện tại nó có mức giá khoảng tầm trên 30 triệu. Chúng ta sẽ có kích thước là 49 inch cùng với cái độ phân giải là 4K. Quá là ngon đúng không? Thêm nữa thì nó cũng sẽ là màn hình cong và tỷ lệ chúng ta sẽ có là 32:9. Một cái tỷ lệ mà những game thủ gần như là cực kỳ thích. Bởi vì là nó sẽ giúp cho các bạn có một cái không gian để có thể là trải nghiệm những tựa game một cách rộng hơn. Và khi các bạn chơi một số tựa game như kiểu là PUBG Mobile hay là Liên Minh Huyền Thoại thì tất nhiên việc để các bạn nhìn hết tất cả đối thủ xung quanh là một điều không hề khó khăn nữa. Thêm với đó thì với tấm nền VR nó cũng sẽ mang lại cho các bạn một góc nhìn đủ rộng để có thể trải nghiệm khi mà các bạn có nhìn ở góc này sang, hay là các bạn có đi sang một góc bên này hoặc nhìn xuống bên dưới thì nó vẫn tốt để cho các bạn có thể nhìn. Và tất nhiên sản phẩm này hiện tại vẫn chưa bán, chỉ có thể và các bạn chỉ có thể trải nghiệm nó khi mà đến với Hetfire Show mà thôi. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ cũng gần đóng Hetfire Show rồi, và khi mình lên cái video này thì cũng là Hetfire Show đã đóng, nên rất tiếc cho những bạn nào không tới Hetfire Show. Và nếu như các bạn muốn trải nghiệm những sản phẩm mới như thế này thì hẹn các bạn vào Hetfire Show của năm sau. Và trên đấy là video mình chia sẻ về những thứ mà chỉ xuất hiện tại Hetfire Show, những thứ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và cũng như là một số món mới xuất hiện trên toàn thế giới. Và các bạn thấy sao về những thứ này, và cũng như là các bạn có thấy thích thú với Hetfire Show 2019 hay không? Xin mời comment để lại cái cảm nhận cá nhân các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy rich đừng quên để là một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.